chắc hàng lề. Kéo tăng đi, kéo tăng cho chị Dung đi hai đứa. Cầm đi, từ đang lai, cầm đi, kéo từ đi. Không ai coi hết á. Từ từ, vô chưa? Một người là kìa. Coi kìa, eo ơi nhiều thế. Cô, chị ơi. Không, mình chỉ có trò lên thiệt. Không, tại em thấy bình thường nha, mình có nói vậy. 35 người. Chị Ân kìa. Hello, chị Ân. Hi, yay yay yay. Chị đọc tên từng người á hả? Hello Hằng. Đang like hả? Ê, chị yêu ơi, chị ôm em coi. Chị ôm em coi. Chị ôm em coi. Vân Nhi xinh quá. Chị lên rồi kìa. Lên. Tình hình là ở công ty Sen Vàng tụi mình đang cúng khai trương công ty á mọi người. Không gian rất là đông đúc. Đây là anh quản lý đẹp trai của tụi mình. Hôm nay ai cũng mặc áo dài hết, nhưng có một người không mặc áo dài luôn luôn nổi hơn đó. Đó là chị Dung Tung. Miss Kim Dung. Chị nên mình cũng xong, mình sẽ có em bị bác sĩ bị ốm. Thằng bị ốm này. Đi cũng tiếp à, buổi trưa đi ăn trưa. Buổi trưa đi ăn trưa ở đâu ta? Ở quận 2. Em vào hồi nào ấy? Lắm rồi. Ừ, dạ, chị biết mà. Chị hỏi không? Mọi người đi ăn trưa không? 438 người sớm bị bắt đi coi live chưa? Đi ăn trưa. Vô mừng khách chưa không đi xem vàng mọi người qua. Ừ. Always live stream. Mọi người always live stream. Always live stream. Đây là Phương Nhi. Chào chị. Hàng mới từ Thanh Hóa vô. Mới vô rồi đó. Vị giáo là vô liền. Đây là Phương. Thì nhất hôm qua con của cái chỗ livestream nằm ở đây. Đây đây là mọi người, đây chị Tiên. Hello chị Tiên. Hello chị Tiên. Cài mắt quá má ơi. Đây hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đây 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 đây. Nhưng mà cái video của chị đâu? Đây đây. Hai mọi người. Vậy đi ha. Ôi, trắng không? Người khác là đốt mèn đến. Bling bling. Cắm đi. Live stream đi. Ta ra live Tiên ơi. Có Mỹ Hưng ở đây không nhỉ? Có Mỹ Hưng ở đây không? Ta ra live stream. Trời ơi, cái này phone của mẹ Dung. Đây, chị Tiên đây ạ. Quên để bài. Công ty đang la công ty đang live stream. Công ty hôm nay đang cúng cúng hai chứ. Ai live stream hộ em đi. Chị em mình để đây này. Để đây này. Con Linh thì mặc áo dài của Linh. Bữa nay chị em đi chụp hình. Đây hả? Hello các em. Đây là hai cái máy ở cạnh nhau. Đi như vậy thì ngon. Mọi người cũng online nha. Đúng là online nha. Ông ơi.
Mẹ Dung hả? Mẹ Dung hả? Gì hả?
Vậy là đi ra ngoài luôn hả? Đi ra ngoài luôn. Thôi, đợi em xíu nha. Đi ra ngoài luôn. Đi ra ngoài luôn. Đợi Phương Nhi cả. Vậy thôi, đợi Phương Nhi luôn đi. Nó tột không? Nó tột view rồi. Tột view. Cho Phương Anh nghe ngang luôn. Trời ơi, dữ vậy, dữ vậy. Quá nhiều luôn á. À. LTL kìa, kêu LTL. Nè, bà cầm một cái like của mẹ đi, bà on the mic đi. LTL on the mic. Xin chào cả nhà yêu. Ngày hôm nay thì cả công ty đang cúng... Ai chưa? Người hãy comment là chúc công ty đang chung hồng phát. Ngày hôm nay thì công ty đang khai trương đầu năm mới, nên là tất cả mọi người đang cùng tụ tập rồi thắp hương. Đi, đi bà, ra ngoài đi bà. Thì Dung muốn mấy bà hóa hậu mỗi người một lần. Rồi rồi, nhân viên cũng thôi. Để quay khung cảnh cho mọi người coi, làm sao để quay lại cái camera nhỉ? À đây. Ta-da! Đi, đi bà. Xong rồi đúng không? Xong. Ta-da. Đây là stream lúa hả? Đây chim nè. Đây chim của chị Dung nha. Ờ. Đây, trả em này. Lương Linh ơi. Chắc đứng dậy. Em đứng dậy rồi, đứng dậy đi. Đó. Thôi cô tè hả chị xuống. Lương Linh ơi. Lương Linh ơi. Lương Linh ơi. Vậy kêu photo. Lương Linh ơi. No. I say no to Phương Nhi. Phương Nhi stop. Chị ơi, nãy em để máy mà mẹ Dung ở ngoài đây này. Ơ không, nhưng mà lát nữa mẹ anh sẽ cầm cái con này lên. Thôi đây, để đây đi. Thôi để làm đây đi. No. Thấy mệt, thấy mệt hả?
Đây, màu đúng đổi luôn á. Không, đúng dress code hôm nay là màu nổi. Nên là hai chị em mình phải đứng kế bên nhau. Bên kia like một phim tờ quá trời ơi. Bên đây bật phim tờ sao ta? Nè ừ đó. Nhi yêu. Nhi ơi. Đó rồi, họ dùng bật phim tờ. Ý, Ngọc Thỏ, em không biết tờ. Em không biết bấm phim tờ ở đâu hết trơn. Trời ơi, sao cái phim tờ của em đó không? Nó hiệu ứng quá vậy. Thì điện thoại mày dung nữa. Bây giờ ấm thật là nhiều. Hiệu ứng quá đi. Thấy cái gì ta? Thật vô chi quá. Thôi em like đi, không có phiêu tờ chứ không biết mặc phiêu vào đâu. Có. Em cũng muốn mặc phiêu tờ quá à. Không có phiêu bơ, từ xa nè. Rồi nó bỗng nhập ra luôn đi cùng anh. Hello. Cái này nó không có filter. Dạ dạ. Nhi ơi, Nhi để giúp em. Live stream. Lại tiếp tục live stream. Đây nhá, live stream ở hàng này nhá. Thank you.
Mọi người ơi, đây là OTB nha, OTB mãi mặn. Chị vô mô OTB mãi mặn. Hả? OTB là One True Pairing, là cặp đôi luôn đúng mãi đỉnh. Đây. Đó. Đâu tình chị em mà. Đúng rồi. Nam qua bên này hết cho má nhá. Nam qua bên trái. Tắt đi đúng không? Dạ. Chào fan kính nè. LTL và Candy Bông ơi. Hello mọi người đi nè. Xin chào. Mình là LTL. Mình là LTL. Chị Dung ơi, có nhận xét gì về cặp đôi này? Cặp đôi mới nổi này. Hai chị em ruột. Đây, hai chị em ruột. Ruột. Ruột, oh my god, ruột. Ruột, là ruột chưa? Giống không mọi người? Mọi người, ba mẹ con này giống nhau, mọi người hãy comment cho mình biết nha.
Rồi đây đứng thêm con Út nữa đây. Hello. Hợp báo xong đi ăn. Chết tao đó. Ok. Rồi giờ mình lên vị trí đây mình sẽ không nguyên rồi diễn này. Chết rồi, bây giờ. Cứu. Cứu. Giờ sao không luôn á? Sao vậy? Tình lai chỉ mới đáng nghĩ rồi trời. Cho xin qua đây đi ạ. À. Lên trên đầu vậy? Hả? Lên trên đầu vậy? Em qua ai cũng chả biết nữa, chắc là của Lương Linh. Hello mọi người, hiện tại thì tại sân bạn thì đang cũng hơi trương và đây mọi người thấy được là rất là nhiều hoa hậu hộ đang đứng ở đây. Yeah. Lai chi không có vô được. Không có vô được, lai chi không có vô. Giờ sao? Đau khổ quá trời ơi. Chị ơi, hôm nay chim đâu có vô được đâu. Ủa dạ đứng hết trên giùm anh coi. Nói làm liền coi nhanh nhanh. Rồi. Okay. Rồi, khui luôn. Trời ơi. Mọi người ơi, mọi người muốn mình phỏng vấn hoa hậu nào nè? Hoa á hậu nào nè? Có một xe nó đang đợi. À, Quỳnh Châu mọi người ơi. Đây, ngồi xuống.
Hậu Ngọc Hằng và Bảo Ngọc. Hello. Đây là Quỳnh Châu. Hello Thùy Tiên. Hello. Xin chào, chúc mừng năm mới Thùy Tiên. Lắp lá xe ra cho là Tường Sang. Hello Tường Sang. Yeah. Chúc mừng năm mới Tường Sang. Đi vô được rồi kìa. Đây là ai đây? Mình ở đây tiếp tục là LTL. Cầm cái like kim giùm không có đánh tay. Quay chị Ân hả? Để kiếm chị Ân thôi. Thiên Ân ơi. Hello mọi người, đi Thiên Ân. Sorry chị. Không, hello chị. Đây, Thùy Tiên. S Thùy Tiên. Chị chèn có thấy cái gì đâu. Đây là ai mọi người? Thiên. Ân ơi. Hello. Happy New Year Thiên Ân. Yeah. Hả? Ngọc Hằng. Hello. Hoa hậu Kim Dung đang chụp hình rồi. Quay Phương Nhi đi ạ. À. Phương Nhi đâu rồi ta? Qua đây, qua đây, qua đây. Đây mọi người ơi, tiếp tục là Candy Bông. Bông ơi. Candy Bông. Hello mọi người đây nè. Không ngại quá không? Nhi! Phương Nhi! Hi. Hả? Nhưng tôi lại quay clip, tôi live stream. Tôi live stream. Hả? Tôi live stream. Không! Thiên Ân à. Hello! Người đẹp Mai Phương. Để ra đây, không có đường đi vô. Rồi, tiếp tục là một nàng hậu nữa. Bảo Ngọc. Hello. Happy New Year Bảo Ngọc. Khủng Long. Em ruột, em gái ruột. Anh ơi, em livestream, anh ơi thông cảm cho em đi. Lắp lá xe xa đây.
Chị Tinh vào. Oh my god, lắc quá. Cho nên là mọi người thấy hết tất cả những nạn hậu của chúng ta không chỉ là lương linh, không chỉ là thiên ân, không chỉ là thiên Giang ơi, đứng lên đi. Chị Dung. Okay. Chị Dung. Okay. Chị Dung. Okay. Chị Dung. Okay.